khu biệt thự Nam Phú, do công ty cổ phần đầu tư Nam Long làm chủ đầu tư. Tọa lạc tại vị trí tuyệt đẹp, sát bên công viên bờ sông của khu đô thị Nam Long, Tân Thuận Đông, trên diện tích 28 hectare, bao quanh là thiên nhiên trụ phú, mang lại cảm giác sảng khoái khi sở hữu một căn biệt thự mơ ước nơi đây. Biệt thự hoàn thiện cao cấp, thiết kế sang trọng, sở hữu sân vườn, gara riêng, thiết kế thông thoáng. Đặc biệt là nội thất nhôm kính hiện đại tôn thêm vẻ đẹp cho biệt thự. Nhôm kính CND tô thêm nét đẹp độc đáo cho kiến trúc công trình.